Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Hiện tại những ngày xuân ngày Tết, bà vợ Phong mới qua bên nhà ba mẹ Phong. Sáng giờ ba Phong có qua sương sương với ba ông bến. Ông bà cô bác. Bây giờ tới ba đi ngược lại. À. Khách hướng vô. Để hỏi anh rồi để thắp hương ông bà. Dạ dạ. Bữa nay có anh hai Phong ngoài Bắc cũng mới vô cô chú anh chị. Mang đại vô đi ba. Ôi. Dạ vậy ha. Ba mang dép vô nào ba ơi. Ôi. Dép vô ba. Mẹ ơi, có ba qua nào á. Ba vợ con. Ừ. Trời ơi. Ba của Phong nằm xả lai rồi. Ơi. Rồi ăn uống. Ba. Rồi ba Phong xỉn dữ rồi. Không cái nhang thắp hương mà để anh lấy không này. Này có trên đây nè, đây bàn thờ. Bàn thờ ông nội. Anh ngủ rồi, anh hai vô nào hả? Tết nhà Phong Trinh cũng qua bông qua nhà bánh trái bánh bía bông trái cây rồi thêm rồi, không nước con nước chào ơi mệt rồi bất tỉnh rồi mấy ngày Tết khách tới liên tục từ đó anh dạ. Bảo giờ tôi mới qua chứ mai khách nữa dạ 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 đi uống nước qua hai cô ba anh chị ở dưới đây nằm chờ queo hết rồi. Em lại ẩm bé su nè em ơi. Đây ẩm bé su luôn. Rồi vô địa bàn, vô địa bàn luôn. Rồi chui vô. Xanh nằm bất tỉnh luôn. Rồi. Uống con ly bia mà vậy đó hả? Ngon bia. Lon bia hả? Ừ. Mặt quá ông bà cô bác ơi. Vậy nói không? Mặt sao láng như sao? Anh hai chưa dậy chưa ấy luôn hả? Anh hai trên trước á. Nãy giờ còn nhậu vậy anh hả? Không nghĩ rồi. Anh hai ngoài bắt vô đó anh biết chưa? Biết thì nãy anh quay đang quay anh hai chạy vô mà. Ừ. Vậy nói không? Thấy đi quay tiếp có đi. Có xịt kèm không mặt láng nha. Có đi đâu không? Thấy kèm không mặt láng nè. Có em gái nè, em gái qua nè. Chàng em chơi lô tô hả? Chơi lô tô. Anh hai, đây là anh cả trong gia đình nè cô chú anh chị. Anh hai chào nhỏ anh. Hôm nay mấy đứa nhỏ không có vô hả này? Không, hôm nay nó học sớm. Để học sớm không hai? Nè, nguyên gia đình bất lực hết rồi. Những ngày xuân ngày Tết đuối hết rồi cô chú anh chị. Lên trên uống nước luôn em. Đi. Đó, chào anh trai. Bà Phong xỉn rồi, bây giờ là mẹ ruột tiếp cha vợ. Dạ, đi ấy gì anh? Đi cầu bông. Bây giờ là mẹ ruột tiếp cha vợ. Cảm ơn vợ cô bác chị nhất là để nhiều khi người ta nói Tết nhất thì xui ra không qua xui ra hòa thần vui vẻ. Hai ông anh đang nghiên cứu cá mắm. Vậy lấy hộp về gieo giải nó ăn mì á, gọt lên ăn ngon con của dì ba. Em nấu chua, em nấu hay là anh ba lắm. Này là ship lớn này. Ship gì? Ship lớn. Ship nhỏ xíu xíu à. Thấy là bằng áo bị ship lớn. À, ship nhỏ xíu xíu. À. Sáng giờ ba bệnh cũng đuối mà. Đuối đâu đuối. Ba là cũng là đồ bất tử. Cũng đâu có gì đâu. Ba khai trương đầu năm mới rồi. Khai trương hồi mùng 1 luôn hả ba? Chị làm khai trương mùng 1 luôn hả? Đầu năm mới mình mới khỏi có nhà chị ơi. Đấy, bà chị đang nhổ bông nè.
mấy anh chị nhổ xả láng luôn nha. Tết nay là dễ xô luôn, bông còn quá trời luôn. Bây giờ em đi lên kia em nhổ cải rồi, mấy chị ở đây là cứ thoải mái. Xích ở đây chị, xích ở đây xa quá. Điên chọn mà còn gần nữa. Đủ rồi. Xích lại miếng nữa chị. Chà, đây là ông xã, này là bà xã của ảnh đây. Điên chọn mà bắt rồi đưa chị... mặt vô gần nữa mấy chị. Đó, mấy chị cứ nhổ xả láng đi, nhổ càng nhiều em càng mừng nữa. Ổn quá ha. Dạ không, ai cũng vậy mà chị. Vậy hả? Tết năm nay ai cũng làm ăn khó khăn hết á. Ở đây cũng nhiều quá ha. Dạ. Ở bên đó nhiều quá ha. Dạ. Mà chị hai cứ nhổ thoải mái đi. Đem về đi đâu chân. Chồng? Đem gì đâu? Về nhà chồng cho nó đẹp. Này tới qua mùng 10 cũng còn nữa. Đây là chị hai của Phong đây. Còn này cũng bà chị con của dì ba luôn. À, đủ gì là hết hồn cho. Tết mà la tưởng đâu đến bài công an bắt không. Rồi thôi mấy anh chị em lên nhổ cải nha. Dạ. Chúc gặp lại. Ở dưới nhà Phong ở trồng chuối nhiều lắm. Này kêu bằng chuối già. Ăn gần như là ngày nào cũng có chuối ăn á. Tại đây một lùm ở đây, lùm ở đây. Bốn đầu hào là bốn lùm chuối. Còn cái ao này chem chép nhiều lắm cô chú anh chị. Với cá cũng đủ loại cá luôn. Còn đây là nhà Phong là trồng, nay là trồng thuốc cú luôn. Thuốc cú để phục vụ thuốc nam cho bà con bị thần kinh tọa là tới năm lậu được. Đi chúc Tết xong rồi về nhổ từng cọng ngon của chú anh chị. Chứ không phải nó xấu. Tại vì nó không được non bằng cái cọng bên kia thôi. Đâu, nó eo luôn mà. Ừ. Này nó ngon eo, tại vì nó cái này nó còn hỏng mấy cái nó. Còn sót lại à. Nhìn nó ngon mà nó xanh. Nó chiều 20 cải hay không? Dạ, 20 cải. Qua bán thì... thì cũng 90. Hôm qua là nhổ 90 được. Nhưng mà là nó... nhổ cho sáng nó hơi non á, là bữa nay đợi giấc chiều, hôm qua nó bị úng thì bán vốn của chú anh chị. Đây, có em gái qua phụ nữa. Mấy ký ngồi em? Dạ 4 ký ha. Cái xe bự nó nhỏ không hả? Cái xe bự đó để mốt niêm canh đi em. Ngồi nay nhiêu ký em? Trời, có 15 ngàn một ký ngồi thôi. Cái xác xác nó vô tía chiều dễ nhổ. Cải này nó ngon ghê. Cải này ở dưới Phong kêu bằng cải bèo. Nhưng mà có chỗ kêu bằng cải xà lách. Cái cải này ăn gì ngon em? Ăn bánh xèo. Ừ, bánh xèo với ăn mì gói. Cho thêm miếng hải sản vô là hết sảy luôn. Trời, khá giả thì ăn hải sản. Còn có thì ăn trứng gà là ngon rồi đó. Nói chung là nhổ mình để cho cái gốc nó bằng á, chút mình vô mình vuốt nó sẽ nhanh hơn. Chứ những cái cây này nó nhỏ là mình lặt lâu lắm, lặt từ cọng thì lâu lắm. Đó. Đây cô chú anh chị xem để ý nè, nếu mình nhổ mình luồn tới nè, đẩy cái gốc lên cái nó tự nhiên nó bằng nhau à. Đúng giờ cái nghề mà làm rẫy nhà Phong hôm nay cũng mấy chục năm rồi đó. Từ lúc mà sanh Phong, ba mẹ sanh Phong ra là lúc đó là đã làm trước rồi. Trên 30 năm ba mẹ Phong làm rẫy rồi đó. Đó, cô chú anh chị xem nè. Nhổ về thì ở nhà thì có đông người, lặt thì nó nhanh. Cải lùng nè. Lùng này bó nó đỡ hao cải hơn. Chứ nó cao quá thì cải nó bó nó mất, giống như là cái bó nó phải bó bự mới nhìn mới dễ coi. Đó, cô chú anh chị thấy nè, thấy gì á, quơ ào ào mà không sao, tại mình bóp vô á, theo chiều cải. Còn nếu mà mình giống như mình nhổ mà sợ nó gãy á, mà vỗ cuộc về mà nó gãy nhiều. Đó, cô chú anh chị xem nè, mấy cái gốc nó điền bon à. Chút về chỉ nắm cái đầu lên là lặt da rất là nhanh. Ở ngày Tết đó là bán những cái ngày đầu năm đó, là kiếm tiền. Giống như đầu năm mình làm ăn mà số tiền là mình kiếm được nhiều á, thì nghe nói là nguyên năm là sẽ làm ăn thành công.
mà nói vậy thôi, chứ mình đặt cái niềm tin vô thôi, chứ mà nếu mình làm giống như mình là không có lòng làm mà sao có ăn được của chú anh chị, đúng không em? Dạ đúng. Con gái nó quay nó hiền lắm, không có nói chuyện của chú anh chị ơi, nó không phải tương tác. Ba vợ thì ngồi ở nhà uống nước trà, còn em vợ lên đây phụ. Nói chút xíu một khoảnh dần dần thấy chưa, chuyên nghiệp mới làm nhanh được. Vài bữa nó ổn ổn công việc rồi Phong cũng tiếp tục đi ghi hình những hoàn cảnh bà con nữa. Mấy bữa nay Tết rồi ở sum họp gia đình vui hơn khi bữa nay có anh hai của Phong vô nữa. Anh hai từ ngoài Hà Nội mà vô đây. Ý cái tay anh hai dính gì kìa. Gì? Đó. Cái gì vàng khè kìa. Nào. Đó. Này hả? Ờ. Trời, chiếc nhẫn hết hồn. Ai biết đâu, thấy gì nó chói chói quá kìa. Trời. Mấy ngày, dính mấy ngày mà. Vàng quá. Chiêu, chiêu ơi. Sợ nó tiếp xúc với đất cát nó mòn bớt, không dám đeo. Tết mới lấy ra đeo đó. Trời ơi, anh em này là ta có gì đâu, có mới làm mông. Không phải cái ghê thiệt chứ. Hôm nay là có đeo có chiếc nhẫn thôi mà còn để ý của chú gì. Thấy gì đâu, nó chiếu chiếu vô camera quá. Là quay bông nè. Quay bông năm nay ế đó. 1,000+ cây mà bây giờ hiện tại thì vườn còn rất là nhiều luôn nè cô chú anh chị ơi. Quá ta, nó hở hết rồi nè ông bà cô bác không? Bà cô bác thấy bự không? Ai nhiều rồi. Cô chú anh chị nói ở sao ra mua nè, bông? Tại vì nó bữa bán là cái bông đó nó còn búp búp, bây giờ là nó nở bự luôn nè ông bà cô bác. Đó, nụ nó hoa búp búp cỡ như vậy nè rồi. Tại hôm Tết á mấy chị em bán cũng có một số. Hả? Tại hôm Tết á mấy chị em bán thì cũng có một số cô cũng nói à, tại sao bông nhỏ quá mà nó không có to. Tại vì á nhiều người phái to quá về từ từ nó sẽ tàn hết rồi, nó không có được đẹp. Đó, nên là mấy chị em là chỉ bán bông tầm vườn này, về nó nở ra là vừa, đây là hôm nay nó nở hết luôn, hết lớp luôn nha cô chú anh chị. Đó, nè bông to rất là to luôn. Nhiều người thích bông bự, lý do là sao bông bự thì bông bự nó sẽ mau tàn sớm. Còn bông nụ thì nó từ từ nó sẽ nở ra to hơn. Đây là những bông còn búp búp nó chuẩn bị nó nở tiếp nè cô chú anh chị. Đó. Đây, chị hai của vợ của anh Phong Nguyễn đang lặt ngò. Trời ơi, bên kia anh hai đủ rồi mà hai chưa đủ kìa hai. Trời ơi, nhỏ gì nãy giờ chắc ngồi chơi không chứ nhỏ gì hai. Anh Phong Nguyễn là nãy giờ đi ra sao mà bây giờ là nhỏ xong cả giờ còn nè. Chị hai nãy giờ chưa xong luôn. Đó. Chết rồi, kiểu này đuổi việc rồi. Nhiều nhà vườn trồng quá, với lại nhu cầu mua của khách hàng thì cũng lại ít nữa, vì kinh tế khó khăn, công việc thì cũng không ổn định cho lắm, cho nên là cũng khó bán của chú anh chị. Chứ năm giờ mấy anh em thì bán được, cũng hết sớm. Này, anh Phong Nguyễn đang nhỏ xong 20 kg cải. Trời
nhổ xong mà bây giờ đẩy về chỉ còn đợi ngồi rí của chị hai nữa là xong. Đây, bầu trời buổi chiều rất là mát mẻ luôn. Anh có giờ sách kìa em. Ngồi rí rất là non luôn. Mà cái người chồng cũng cực khổ, mà đến khi buôn bán cũng rất là khó khăn. Một ký như vậy chỉ có 15 ngàn một ký thôi cô chú anh chị. 15 ngàn ký hả hai? 15 ngàn. Không, chỉ có 15 ngàn thôi mà mình... Mà trời chứng mưa rồi đó. Mình nhổ lên là mình phải nhổ sạch nữa. Mình phải lựa từng cọng rác ra. Đi giữa. Rồi mình phải chở đi bán. Mà có 15 ngàn một ký thôi cô chú anh chị. Đó, thành thu nhanh về chưa? Đủ chưa? Hai vợ chồng giờ thi đua đi, ai nhổ xong về trước. Mà anh nhổ xong rồi anh về trước rồi đó. Anh hai nhổ cái đó là nó lẹ hơn cái này. Mà anh lại đây cũng này cũng nhanh mà. Đó. Rồi xong. À một. Con bò có bự chút. Dữ lắm luôn đó. Đây một bó này của chị. Cô chú anh chị, quá trời quá đất luôn. Trời. Bây giờ là thùng rồi. Sao không đem thùng hà á? Đây cô chú anh chị xem nè. Ngò này không có lá ủ luôn á, tại vì nó mới tơ tơ là nhổ rồi. Đây, lúc này nó cũng đỡ. Đỡ cái nó khỏe cái là đỡ lặt, nhưng mà nó hơi rẻ, chỉ có 15 ngàn. Giờ nhổ xong cải và ngò rí rồi cô chú anh chị, bây giờ vận chuyển đem về. Này cô chú anh chị, bây giờ nhổ xong mà bây giờ vận chuyển á, đem đi về nhà. Bây giờ mình lặt những lá ủ ra, sau đó là mình sẽ đem đi rửa cho nó sạch mấy cái gốc đó cô chú anh chị. Sau đó là mình đem đi giao cho người ta. Thường thường là có lái người ta vô tới nhà, còn ở khu vực của anh Phong Nguyễn á là phải chở đi bán. Đây, hàng mai của nhà anh ba, những cây mai của anh ba trồng, mùa xuân nó rất là đẹp luôn chú anh chị. Để đây luôn đi anh, bỏ cái đó đi rồi em ấy. Đông vui quá. Nhà quá trời đông vui nè. Ủa chị hai với kiếm tiền xe tết chị ơi. Rồi, di hành tiếp. Cô chú anh chị. Thầy cô Tám. Sao mới ghé cô Tám? Dạ, dạ kiếm tiền xài Tết. Dạ, chị hai. Tâm mới ghé hả? Tết lớn rồi tao. Chị đang nhậu. Năm mới chúc cô Tám nhiều sức khỏe nha. Chúc đừng có lì xì ôm cô Tám. Cô Tám đại gia sao lì xì cô Tám được. Tao đại gia. Tao luật gia chứ đại gia. Gia giùm bạn nhiều có tiền mà đại gia. Con cháu quá trời giàu có luôn. Đủ ăn đủ xài cho mừng rồi con ơi. Ăn cháu cá cháu gà cháu vịt. Ủa nãy ba nằm vô queo mà bây giờ ba dậy rồi. Không có gì ăn hả? Quay chuối nè con chết. Đây. Mấy ông anh đang sương sương. Ủa? Ê ơi. Đem cái cây về nè. Nãy đi đâu về anh? Nãy một cái cây rồi. Đi thăm ghe vợ nhỏ anh về. Ta già rồi còn hứa đem một tập vô.
cô chú anh chị xem anh Thanh Long ảnh mới đi miền Tây về, bây giờ mới về sương sương nữa. Đây anh Bảy, anh Bảy con bác Hai với anh Hải con bác Hai đây. Anh tự nhiên nha. Dạ dạ. Mới nhổ dầu về. Mới nhổ dầu cải về bây giờ có bia uống rồi. Vô anh Hai. Vô anh Hai. À, vô anh. À, đồng vui quá. Ờ anh, tôi lo chồng mày, anh lo rồi ba vợ con sắp tôi đi không dậy rồi chắc anh bơ vơ rồi. Ba vợ sắp sụm bà chè con. Dạ chào chị. Chào chị. Này, này anh Khánh đang chỉnh lay cam. Không lâu quá để không biết chỗ không còn được không anh. Cái này chắc linh thợ quá. Chắc là nguội rồi. Bận quần rằn ri giống như biệt kích quá vậy. Nào. Trời ơi. Anh đây có những cái món quà của anh Thanh Long Nguyễn. Nói chơi chứ nãy anh về bên quê vợ chơi dưới đem trái cây, đem bưởi với sambuche. Giờ vợ Phong cũng banh cải nha. Anh cải ra để lặt bán các chiều. Đó, cô chú anh chị xem đây là một cái vườn mai rộng lớn của bên nhà của anh ba của Phong trồng á. Nhưng mà bán đợt Tết năm nay là không bán được một cây nào luôn. Kinh tế rất là khó khăn. Cô Tám cũng thu xếp về. Quay gì mẹ ơi. Người cô yêu dấu. Dạ, mời chính ơi. À, cô Tám về tì. À, dạ, lấy ít cải ra ăn cô Tám. Cải chín nhiều lắm. Chị Hai ngồi lặt cải tướng sang với chị Hai. À, phèn dữ ạ. Chị ba cũng không kém. Chị ba mới lội xuống à, nên phèn với ít. À, bà xã của anh Hải cũng phèn cũng nhóc luôn nè. Chút xíu mẹ em bó. ngủ em gái qua cũng nhiệt tình nè, lớn bên đây nữa nè, lớn hơn sào quá trời quá đất không đây. 4 người con dâu ai cũng giỏi hết trơn, quá trời giỏi luôn. Xào đồ chơi cho mẹ hả chị? Đâu có, xào cúng ông nội. Xào cúng ông nội hấp dẫn quá, nó chờ hấp dẫn luôn. Bữa nào cũng có mấy chị ghé đông về là cả phụ mình hả mẹ ha. Được, ngày nào hay ngày nấy. Ngày nào hay ngày nấy. Phải biết là chịu cãi nhiều thêm chút nữa rồi. Chị cười với chị Hai. Hai. Chị có mấy đứa con ngồi xui hết luôn cô chú chị. Đứa nào cũng dễ cưng, dễ thương hết trơn. Cháu ngoại rồi. Trời ơi. Chắc lên nhổ một chuyến nữa quá. Trời ơi, còn ngàn mấy trăm cây á chị. Bài thuốc ở trên trời. À, đang tập trung trí tuệ. Đang lâu quá ông bà cô bác được không mà xong bay đâu mà tao bay bay theo cái cảnh cái góc vuông á, anh bay theo xéo xẹo nhìn nó không có đẹp. Bây giờ đang hạ thuốc nhắm từ nhắm sao cho nó á, nhắm sao cho nó vuông góc rồi mình đi tới đi túi tới thì giống như có hàng á. Hồi nãy là đang từ từ không được em lái à đó. Đó, đó được được đó, đúng rồi đó. Đâu mình phải lấy qua đây sàn đây xíu nè. Quá trời đẹp nguyên vườn bông của anh ba, chút xíu cây nào cũng lớn cũng bự hết trơn đó. Xuống nè, cằn quá lầu quá ông bà cô bác ơi, nghe o o giống như con ong kêu á. Đó đó đó, cái này thì cao vậy đó, đâu có cây nào đụng gì chị ba. Sao chị ba thì hai đó đó, nhà người mặt không có giống người mặt màu á. Chị ba đang chị ba đang tập trung trí tuệ.
này ngộ của bình thường lặt cả nhớ lặt bận đồ xấu lắm mà bữa nay ai cũng bận đồ đẹp đó, ngộ trời. À. Thôi là đang lẽ ra là Phong nhảy vô Phong lặt mà tự nhiên may mắn thì đâu về đẩy về cái thấy mấy chị nãy thấy mấy chị đứng mà cũng ngỡ ngàng lắm mà giờ cũng vô hết rồi. Có vợ Phong mừng cười cũng tiệm. Có người cứu bồ rồi. Hey. Chị nào cũng lặt hăng say hết. Ngồi cả nhẹ gì có bệnh bầu. Có lại cam quay nữa còn gì. Còn thằng đó. Quá trời rồi. Quá trời bông luôn cô chú anh chị ơi. Bông vàng hực luôn á. Lên màn ảnh thấy nó nhỏ vậy chứ mà thật sự nó lớn rất là lớn luôn á. Quá trời. Bông nó này có gió thổi á nó cũng vụn bớt cái xù. Xù xuống đây. Nè xù. Chặn bà đi. Chặn bà. Ngày chào Tết bà. Rồi bé Xu thấy ông bà đông bé Xu cũng sung theo nữa nè. Chào bà. Chị bà làm cũng đuối luôn à. Ngày đồ chai. Đồ đi á, nó đâu có chịu hồi, nó đồ đi không à. Quá, ý lạnh quá. Đục, chị sao hấp dẫn quá nè. Nhìn ngon quá chị. Nhìn chị tươi sợi ngon quá. Tay nghề cao rồi. Cái này thì tụt năm mặt. Nhờ mấy ngày Tết này mà được nâng tâm lên. Này bún miếng hả chị? Ơi chị Tơ. Bún miếng. Chị ba nhận bé Xu làm con nuôi rồi cô chú anh chị. Ẩm nha để bắt tư nào cô chị. Này bắt ba đứt ăn nè. Đã quá. Đã quá ta. Kề bắt ba đi ăn. Trời cơm bốc khói luôn rồi. Cả gia đình mình nâng ly bơi. Cái này dễ mấy cộng luôn cũng được nè, dễ. Ba cạn ly bơi. Ba nâng ly luôn ba. Rồi. Ba nâng ly ba. Rồi, 1 2 3 vô hãy ơi. Tự nhiên nha anh Lâm. Dạ dạ. Phụ thêm cái bộ chú hả? Được. Tới giờ cúng cơm ông nội rồi. À, thay vì ba mẹ cúng mà ở đây chị Tư cúng thế ba mẹ tại ba mẹ đang bận cô chú anh chị đây bàn thờ tổ tiên hai chậu bông cũng bông nhà luôn rất là đẹp xong chưa mẹ đứa làm gì vậy ừ, coi chừng ngứa đó nha ừ. Nhiều thả hả đó ta rồi ba sao mua cho con diều bự nhỏ ra mua cho con diều nhỏ hả dạ ừ con phải làm sao cho ba mới mua được năn nỉ ba đi để ba con diều rồi hả à bây giờ con năn nỉ cái ba sao ba để ba mua nè ba thích con diều đó ờ con thích diều giống bên kia phải không dạ rồi con năn nỉ sao ba mới mua được ba mua cũng ghê cho con năn nỉ cho con năn nỉ sao ba là ba cho mua quan cũng gì nữa con ba mua diều cho con đi con diều con như ba ừ năn nỉ đi ba mua diều lại con hả bên kia ừ năn nỉ ba đi ba thấy được rồi ba mới mua chứ ba mua cho con như ba ừ 21 ba mua ha giận đó. Ờ bé tí dạ dạ mới hồi nãy gì thứ bảy chừng ngứa đó nha dạ. Ừ nó ngứa lắm đó à, chú. Lúa chừng nó ngứa đó nha dạ. Mới lặt bông cải mình à. Bỏ bớt cái bông ngọn này con cái này mốt để giống ha bảy ha này thứ bảy bán hẹ chúng mà ăn tết lớn ăn tết lớn hơn mỗi năm nhiều có đồng gia đồng vô khỏe lắm dạ mặt này bỏ bớt cái lông ngọn nhà Phong có chim lại làm tổ nữa cô chú anh chị mới ấy hay chưa có ổ mai trước nhà Phong đây mai rất là lớn bông nở rất là đều luôn
Thế anh Khánh Việt Nam đang đang chăm chú sửa chỉnh sửa clip. À, chỉnh sửa clip lên chuẩn bị đăng ông bà cô bác ơi. Ông bà cô bác đón xem chuẩn bị xem clip tiếp. Chiều càng ngày để càng nãy quên cầu râu. Nam giờ cũng có râu nữa. Nam thể hiện tình cảm dành cho chú Tư đi Nam. Hùng cái ơi, đó Hùng biết đi. Sợ sợ hoài, Hùng cái ơi chút xíu trên. Hồi nhỏ thì chú Tư hung con, bây giờ lớn chú con hung lại ngược lại chú Tư. Trời hung đi, có đầu này. Vào đây. Nè, đặt nữa tình cảm cái ơi. Tình cảm miếng đi. Không ai vô Hùng à. Thằng Nam mà tới chừng hung cái chú, hung chú Tư cái ganh tị đòi đè hung rồi mạnh luôn á. Bà của bác, bà của bác chịu khó trong giai đoạn này vậy. Bà của bác xem ủng hộ cho hai anh em quê ở nhà nha, tranh thủ rồi đi cho. Vô chạy vô. Không chạy hay sao? Mấy đứa nhỏ hả? Ủa, ở dưới đây làm gì mà vui quá vậy? Chiến dịch đồng nó vậy. Đây làm gì vui chị ba? Làm gì vui vậy? Chuẩn bị bữa cơm chiều. Trứng này mua ở đâu hả chị? Chị Nga cho. Chị Nga với quê. Mua ngoài chợ á, cái lồng vàng. Rồi chị Nga gói từ trứng luôn, kỹ quá trời. Rồi lồng đỏ quá trời luôn. Con đang nấu cơm mà chưa có. Đang nằm phê rồi. Chú rồi mới chén cháo. Rồi rau luộc, rau lan với đậu bắp, với bắp cải trắng. Dạ, con đang rau luộc rau ba. Được lắc rồi, đầu. Chị cho nó ăn nhiều quá à. Lắc đầu là no rồi đó, chén à. Dạ, thôi bà mệt rồi, để cho bà về vậy. Mới về. Thôi về khỏe, thôi cũng mới không về. Chúc mọi người sức khỏe. Cũng thắp hương bà vậy, ba về Pháp. Dạ, ba về. Chị đâu rồi, ở chị á. Thôi được rồi, được rồi. Mẹ dưới đây rồi, mẹ. Mẹ con đang bó cải bên đây nè ba, được rồi. Thôi bán thì về đi bác. Rồi, cô Tý, Tý đây. Dạ, thương ngoại kìa. Thưa ngoại về rồi con. Dạ ngoại về. Giờ giữ em nhanh lên. Rồi thôi ba về từ từ nha ba. Ồ có anh chăm em mới cỡ được. Tao với anh Tư mày cũng vậy thôi. Dạ dạ. Để anh đẩy chiếc xe cho. Rồi thôi ba về. Rồi đi sao về vậy. Ừ. Rồi phải đâu chạy. Trong giải. Xin xin. Trời ơi. Trời sâu lại nó. Lì xì vô trả lên nữa. Trời đã quá ta. Trời ơi, Út không có tiền còn cho tiền lì xì nữa. Đi thôi. Con có dồi, con đòi gì nữa. Rồi thôi chở ông ngoại về từ từ nha em. Dạ dạ. Dạ. Rồi thôi Phong Nguyễn cũng cảm ơn ông bà cô bác đã quan tâm đồng hành cùng kênh Phong Nguyễn nha. Thì bữa nay là một cái ngày, cũng là một cái ngày Tết rất là vui khi mà có đầy đủ những bà con họ hàng sum họp ấm áp bên gia đình. Thì Phong Nguyễn với gia đình cũng gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả quý khán giả, quý mạnh thường quân nha. Hẹn ông bà cô bác những đoạn video tiếp theo.